tất cả các bà các chị em nào có tên Thánh Maria, chúc mừng đến chị em ở trong hội Legion Maria, người đang hoạt động hay là tán trợ, đang cộng tác với mẹ, đem Chúa đến cho bao nhiêu người khác. Và đặc biệt xin chúc mừng khán đoàn Thia. Thôi thì mình phải cho một đám đồng đang có tay. Nói sợ không có gì tả hết được. Anh chị em thấy ca đoàn đó là hát và có những cái bước tiến rất là rõ rệt trong 5 năm vừa qua. Bây giờ là có thể đưa ra địch với thiên hạ được rồi. Như nên anh chị em nói là khi mà nghe ca đoàn phía áp hát phải nhắm mắt lại thì mới thấy được rằng cứ như là các thiên thần hay là các cô 30-40 chứ không phải là 60-70 đâu. Nhắm mắt lại sẽ thấy hát rất là tốt. Thế này là kết bài. Cũng là xin được thông báo trước anh chị em tháng 9 này là giáo sư của chúng ta sẽ đăng cai ngày truyền thống liên ca đoàn của địa phận Dallas và Fort Worth. Giáo sư của chúng ta đã có 6 ca đoàn rồi. Thì còn 5-6 ca đoàn ở Dallas và Fort Worth nữa cũng sẽ đến để mà cùng tổ chức cái ngày truyền thống rất là đặc biệt. Nó nghĩ lên ca đoàn này lấy cái bài trước lời hiện tại mà hát là chắc là thế là có hạn. Bảo đảm như vậy, công phu vô cùng. Xin Chúa tiếp tục ban ơn dồi dào xuống cho tất cả các ca viên để vẫn còn tràn đầy cái sức khỏe mà tiếp tục sự Chúa của giáo sứ là phục vụ cho những người là ra đi trước chúng ta để có Chúa qua hai đất đai. Đó là một sự trung thành của anh chị em giáo sư trong cái công việc đó. Hết lòng cảm ơn anh chị em trong ca đoàn phía và xin Chúa tiếp tục chúc lành và đồng hành cho tất cả mọi người, không phải chỉ có ca viên mà còn có cả em đàn, có đàn nó mới hát được, phải không? Đàn hát với nhau là mọi sự rất là tốt. Và một lần nữa xin tất cả cộng đoàn nhân Chúa tặng cho ca đoàn. Chúa cùng anh chị em, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em.